Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Nếu muốn cho máu của mình thì có buộc phải xét nghiệm HIV hay không? Nếu có thì xét nghiệm ở đâu? Theo các quy định tại Điều lệ truyền máu ban hành kèm theo quyết định số 937 Bộ Y tế, quyết định ngày 4 tháng 9 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quy định chuyên môn về xử lý nhiễm HIV/AIDS ban hành kèm theo quyết định số 2557 Bộ Y tế, quy định ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Người cho máu phải được khám sức khỏe và xét nghiệm trước mỗi lần lấy máu, đảm bảo 100% chai máu phải được sàng lọc trước khi truyền. Nhân viên lấy máu cần có các thông tin đầy đủ về người cho máu nhằm phát hiện các bệnh lây truyền bằng đường máu và chống chỉ định cho máu khác. Việc thực hiện xét nghiệm tối thiểu bắt buộc đối với người cho máu không chỉ nhằm tìm kháng thể HIV trong huyết thanh mà còn nhằm phát hiện các bệnh tiềm ẩn khác như viêm gan B, giang mai, sốt rét. Trong trường hợp cấp cứu có chỉ định truyền máu mà không có điều kiện xét nghiệm phát hiện HIV thì nhân viên y tế được phép dùng máu của bố, mẹ hoặc con, anh chị em của người bệnh để truyền cho người đó trên cơ sở mà người nhà bệnh nhân yêu cầu và ký giấy cam kết. Trong trường hợp này, nhân viên y tế không chịu trách nhiệm nếu xảy ra việc lây nhiễm HIV/AIDS. Việc xét nghiệm phát hiện HIV đối với người cho máu do cơ sở y tế nơi lấy máu thực hiện. Người cho máu không phải trả chi phí xét nghiệm. HIV lây truyền từ mẹ sang con và cách phòng chống. Chúng ta đều biết rằng một trong ba đường lây truyền HIV chủ yếu là từ người mẹ sang người con, qua bánh rau khi có thai, qua máu và dịch âm đạo khi chuyển dạ đẻ, qua sữa khi cho con bú. Khả năng người phụ nữ bị nhiễm HIV có thai có thể truyền HIV cho con là 20-30%. Phụ nữ bị nhiễm HIV nếu có thai sẽ bị biến chuyển thành bệnh AIDS nhanh hơn những người khác. Để phòng chống lây truyền HIV từ mẹ sang con, mỗi nữ thanh niên trong độ tuổi sinh đẻ từ 12-35 tuổi cần biết nguy cơ dễ bị lây nhiễm HIV của phụ nữ để áp dụng các biện pháp dự phòng, thực hiện các hành vi an toàn trước khi kết hôn, trước khi định có thai nên đi xét nghiệm HIV để được tư vấn. Khi đã bị nhiễm HIV, tốt nhất không nên có thai. Nếu đã có thai nên đi phá thai sớm. Nếu vẫn quyết định đẻ, nên đến các cơ sở sản khoa để được tư vấn sâu hơn và xem xét khả năng sử dụng một số thuốc làm giảm nguy cơ lây truyền HIV từ người mẹ sang người con.